Hi, xin chào các bạn yêu quý của Lộc. Thì cái video này sẽ là cái video rất là tuyệt vời cho các bạn để chia sẻ với các bạn về những cái nền tảng căn bản tiếng Trung. Mình đã giới thiệu với bạn cái giáo trình và cho các bạn va chạm với một vài từ tiếng Trung rồi. Các bạn sẽ cảm thấy là tiếng Trung sẽ có những gạch ngang, gạch dọc thì chúng ta sẽ học làm sao khi mà nó vẽ chứ không phải là viết. Và lúc ban đầu thì nó học tiếng Trung và Lộc cũng thấy là nó gần như là vẽ chứ không phải là viết, mà chính xác đến bây giờ Lộc vẫn cảm nhận nó là vẽ chứ không phải là viết. Thì bắt buộc thôi, chúng ta học cái gì thì phải theo cái đấy, chúng ta không còn cách nào khác cả. Thì những nền tảng này sẽ là những nền tảng cực kỳ quý giá và quan trọng, và Lộc ước mong là các bạn sẽ ghi chép nó một cách kỹ lưỡng. Và trong mỗi một video sẽ có một nền tảng thôi, không có nhiều nền tảng. Rồi, nền tảng thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là tiếng Trung. Thì là có hai loại chữ. Tiếng Trung có hai loại chữ viết, thì thực ra là nó gọi là chữ Hán thì là đúng hơn, nó gọi là chữ Hán thì là đúng hơn là chữ tiếng Trung. Vì Trung Quốc cũng là một đất nước rộng lớn, và các bạn biết đấy, sự rộng lớn thì nó sẽ có nhiều dân tộc sống ở trên Trung Quốc chứ không phải là có một dân tộc thôi. Cũng giống như Việt Nam chúng ta có rất nhiều các dân tộc khác sống trên đất Việt, nhưng người Việt, tức là người Kinh ấy, thì là nhưng mà người Kinh, người dân tộc Kinh ấy là người chiếm đại đa số tổng số dân của đất nước Việt Nam. Thì cũng giống như vậy, Trung Quốc cũng có một người gọi là người Hán. Người Hán thì chiếm đại đa số tổng số dân của đất nước Trung Quốc, cho nên và cái chữ viết của người chữ Hán ấy thì là trở thành cái chữ viết chính thức của người Trung Quốc. Cũng giống như chữ viết của người Kinh, tiếng của người Kinh đã trở thành chữ viết chính của người Việt và gọi là tiếng Việt. Thì chữ Hán ấy thì sẽ có hai loại. Loại thứ nhất thì chúng ta sẽ học với nhau, đó là loại phồn thể. Loại phồn thể nói nó mang cái chất Trung Quốc thôi, có nghĩa là truyền thống. Phồn thể là truyền thống. Phồn thể nó là một cái gì đó nhiều nét, nhiều hàm ý. Đấy, nhiều nét, nhiều hàm ý. Nó mang cái tính chất rất là phức tạp, nó là đa nghĩa. Giống như từ Việt Nam chúng ta có rất nhiều từ đa đa nghĩa, nghĩa bóng, nghĩa đen, rất là khó hiểu đúng không ạ? Thì cái từ truyền thống là như vậy, và nó rất là nhiều nét, nó khó viết, nó khó nhớ. Thì cho nên là người Trung Quốc bây giờ họ không dùng cái tiếng này là chủ yếu nữa, mà bây giờ chỉ còn người Đài Loan này, và người Hồng Kông này, người Macau chẳng hạn. Macau là vẫn dùng cái ngôn ngữ này, ngôn ngữ phồn thể, tức là ngôn ngữ khó viết và nhiều chữ này, khó nhớ này. Thì cái loại thứ hai là cái loại phổ cập hơn, nó gọi là giản thể. Giản có nghĩa là đơn giản rồi đúng không? Giản có nghĩa là đơn giản, nó là mới mẻ. Đấy, mới mẻ này, giản đơn hơn, đấy, dễ nhớ hơn, và đã được phổ cập. Cho nên là các em học sinh từ lớp 1 đến 12 của Trung Quốc, học các lớp phổ thông của họ, họ học cái chữ này, vì cái chữ này nó ít nét, các bạn, ít nét, nó thông dụng, bây giờ được dùng quá là thông dụng rồi, nên là được sử dụng nhiều và nó ít nét, dễ nhớ. Thì cho nên là cái gọi là giản thể, và chúng ta không học phồn thể và chúng ta học giản thể các bạn nhé. Chúng ta học tất cả các sách mà chúng ta học với nhau, trong tất cả các bài, đó là chúng ta học giản thể, chúng ta học phồn thể. Nếu có một ngày nào đó các bạn gặp một người nào đó, họ nói thì nói giống như chúng ta nhưng mà viết thì viết khác chúng ta, thì các bạn biết là họ đang viết chữ phồn thể. Và viết chữ phồn thể thì các bạn sẽ nhận ra một điều là như thế này, đó là các bạn sẽ không 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 đọc được, nên các bạn không hiểu được. Chỉ có một cách, đó là các bạn phải dùng cái phần mềm Google chuyển thể, thì các bạn chuyển cái chuyển thể phồn thể sang giản thể. Nên là các bạn phải làm cái việc đó thôi, hoặc là các bạn dịch Google dịch luôn. Thì đấy là cái lý thuyết đầu tiên, cái quan trọng nhất của cái ngôn ngữ tiếng Trung này, đó là các bạn phải hiểu như vậy. Chúng ta học là chúng ta học cái giản thể vì nó ít nét, nó thông dụng, nó dễ nhớ, nó phổ cập, nó được đại đa số người Trung Quốc sử dụng. Chỉ có Đài Loan, Macau, Hồng Kông là không dùng thôi. Còn đa phần là vẫn dùng. Đa phần là nước Trung Quốc là dùng. Đấy. Và chúng ta học giản thể, và tất nhiên là các phổ cập, các lớp 1, lớp 12 của Trung Quốc đều học ở cái chữ Hán giản thể này, và các bạn viết chữ Hán giản thể người ta cũng sẽ hiểu thôi, và nó thông dụng hơn tất cả các
chữ Hán phồn thể khác. Cho nên là các bạn học cái này các bạn yên tâm và chắc chắn rồi đúng không ạ? Và chúng ta cũng chỉ học cái này thôi, cái phồn thể nó rất là khó, chỉ có người nào đi viết chữ nho, học văn sớ, cúng bái hay là cái gì đó thì mới học cái phồn thể thôi. Thế còn đâu là chúng ta học cái ngôn ngữ hiện đại bây giờ là học giản thể nhá. Các bạn không phải lo lắng gì cả. Đấy là chia sẻ các bạn rõ ràng như thế để các bạn có thể hiểu được. Không thì sau này các bạn thấy là có con người nào đó người ta viết chữ Hán mà lại không phải viết cái chữ mà mình đang học thì các bạn biết biết là mình học sai không phải. Họ học chữ phồn thể nó khác nhá. Thì đấy là chia sẻ các bạn, đây là về cái lý thuyết đầu tiên. Thế rồi chúng ta sẽ có cái lý thuyết tiếp theo, đó là chúng ta sẽ học về bộ thủ. Bộ thủ nó là một cái bộ gọi là, còn thủ thì có nghĩa là đầu à, chúng ta sẽ dịch như vậy nó sẽ không hay lắm đúng không? Bộ thủ thì nó mang một cái ý nghĩa như thế này. Bộ thủ đấy là ký tự hình tượng. Bộ thủ nó là một cái ký tự mang tính hình tượng các bạn. Bộ thủ mang tính hình tượng, xác định này, sắp xếp, dùng để xác định, sắp xếp, phân loại theo nghĩa hoặc theo nội dung liên quan. Bộ thủ đấy nó làm cái gì đó mà dùng cho các bạn để xác định cái chữ đấy sẽ đọc như thế nào, sắp xếp cái chữ đấy trước hay sau viết như thế nào, phân loại cái thể loại chữ đấy nó vào cái gì, ví dụ như các bạn có thể phân loại ví dụ như là phân loại đàn ông đàn bà, phân loại nước với gỗ hay là nước với lửa, hay phân loại các bạn có thể phân loại hoặc đấy, hoặc là các bạn có thể dịch nghĩa theo cái sự phân loại đó. Thì đấy là cái bộ thủ, thì mình sẽ search Google cho các bạn để các bạn hình tượng về bộ thủ nó là như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng nhau search bộ thủ tiếng Trung, thì mình sẽ kích vào phần hình ảnh để cho các bạn có thể hình dung được. Đây bộ thủ tiếng Trung thì chúng ta sẽ biết là ta sẽ có 214 bộ thủ, mình đã nói qua các bạn rồi đó. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy bộ mộc, chúng ta sẽ thấy một cái gọi là bộ mộc, bộ mộc này có cái cây này. Đấy, cái cây à, hay là chúng ta có thấy bộ hòa. Đấy, bộ hòa thì chúng ta sẽ dịch là cây núa, cái cây là cây gỗ đúng không ạ? Hay là bộ hương là hương thơm, là cũng chỉ mang chất cây đấy, tức là bạn nhìn thấy cái kiểu viết của nó các bạn có thể định nghĩa được, có thể mường tượng và xếp loại nó được, có thể nhớ, dễ nhớ nó hơn và có thể tưởng tượng ra nó. Một cái bộ các bạn có thể nhìn thấy đây là cái bộ này, bộ các bạn nhìn thấy đây là bộ mộc này, gạch một cái trên đầu này thành bộ hòa này. Đấy, nhưng mà lại thêm một cái khung cửa sổ bên dưới này thành bộ hương này. Đấy thì các bạn sẽ có thể phân loại, có thể nhớ cái tiếng Trung nó dễ hơn. Đấy, cách nhớ làm cho tiếng Trung nó dễ hơn và phân loại được nó, có thể dịch nghĩa nó, dễ hiểu nó. Thế rồi mình sẽ lấy thêm các bạn để chỉ các bạn tiếp về bộ thủ nhá. Các bạn thấy bộ thủ ở đây là bộ quan. Đấy, bộ quan nó là đây các bạn nhìn này, bộ quan, bộ hòa, các bạn thấy bộ hòa này. Đây bộ quan này. Đấy, chúng ta thấy khác nhau một chút thôi. Đấy, đây là lập đứng này, bộ lập đứng. Đấy, bộ lập nó nói về một con người đang đứng vững đúng không ạ? Đấy, bộ âm thanh này nói về âm nhạc. Nó phân biệt. Đây là bộ vũ, nói về những cái lông chim đúng không ạ? Đây là bộ nhĩ, là nói về cái tai con người. Thì đây là cái cách để các bạn phân loại, ghi nhớ từ, sắp xếp từ và có thể dịch nghĩa chữ khi bạn thấy. Bởi vì là tiếng Trung nó chỉ có gạch ngang, gạch dọc, gạch chéo thôi, đúng không? Nó chỉ là những cái nét vẽ thôi. Đấy, xếp vào nhau thì nó rất là khó các bạn, thế nên là chúng ta phải học thuộc những bộ thủ này. Thế nhưng mà để nói học thuộc cũng rất là khó đúng không? Học thuộc cái gì đó nó không phải của mình, nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ cha mẹ của mình, nó rất là khó, nhưng mà không sao cả, điều đó rất dễ thôi. Chúng ta không phải học hết 214 bộ thủ đâu, mà chúng ta chỉ học 50 đến 100 bộ thôi là chúng ta có thể dùng thoải mái rồi. Và thực ra thì chúng ta cũng phải không phải ép mình học như là học vẹt, mà chúng ta sẽ học theo cái hình thức là chúng ta cứ học tiếng Trung bình thường, sau đó là chúng ta tự dưng chúng ta sẽ một ngày nó sẽ nhớ được những bộ thủ. Đấy, sẽ có những cái ta đây bộ thủ thì các bạn có thể tra cái bộ thủ này bằng điện thoại hoặc bằng Google, hoặc là các bạn tải một cái app học bộ thủ ở trên điện thoại về, nó sẽ có cái app đó thì các bạn học nó sẽ nhanh chóng. Đây là một cái video mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi, chứ mình không thể dạy từng cái bộ thủ này cho các bạn được, bởi vì là 214 bộ thủ này dạy nó rất là phức tạp, và mình biết rằng là có những người khác giỏi hơn mình, họ đã dạy rồi, chứ còn mình dạy nó sẽ không được tốt. Mà mình chỉ giới thiệu các bạn là ý nghĩa của bộ thủ là như vậy, tức là nó giúp các bạn dễ nhớ từ hơn, có thể phân loại từ, có thể hiểu và nhớ, và cách viết, cách cách cách
cách viết, cách sắp xếp các từ đó, dịch nghĩa từ đó. Đấy là cái bộ thủ, cái giá trị của nó là như vậy. Thế còn các bạn có thể không nhớ một bộ thủ nào cũng được, nếu như các bạn chỉ học giao tiếp và nghe nói thôi, các bạn không quan trọng về viết lắm. Và đôi khi các bạn viết thì các bạn cũng ít khi phải phải viết những cái đoạn văn dài, mà các bạn chỉ viết một vài những câu ngắn thôi, thì các bạn có thể không phải học một bộ thủ nào cũng được. À, các bạn cứ biết là à, cái từ đấy viết như thế, từ này viết như thế, các bạn cứ viết nhiều cái gì nó lặp lại nó quen, và sau đó tự dưng một ngày nào đó bạn nhớ bộ thủ thôi. Mà mình cũng không học bộ thủ này và mình không thích lắm, bởi vì mình thấy cực kỳ rắc rối và đau đầu với 214 thủ. Thà rằng mình sẽ quên hết nó đi và mình sẽ học từ nào ăn từ đấy sẽ tốt hơn. Đấy là cách học của mình. À, không biết là mỗi người có cách học, mình đang dùng cái cách học tiếng Anh để học tiếng Trung thì mình không biết là sẽ nó sẽ ra như thế nào, nhưng mà mình đang làm cái điều đó. Còn mình chia sẻ các bạn đây là chia sẻ giúp đỡ cho các bạn là cái cách học như thế, là cái giáo trình, cái nội dung như thế, và các bạn có thể tự học, có thể tự mua sách về tự học và không cần phải phải đi đâu cả. Và tất nhiên là các bạn sẽ không học từ nguồn duy nhất là chính mình, mà sẽ học từ nhiều người khác nữa. Ok, đây là hai nền tảng đầu tiên và chúng ta sẽ dừng ở đây, sẽ đi với cái nền tảng tiếp theo nhé, đi với cái nền tảng tiếp theo ở trong bài sau. Hẹn gặp lại các bạn.